bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Giải đáp du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và nhiều bạn trẻ thích học ngành báo chí và các bạn muốn biết rằng ngành báo chí sẽ có môi trường và tính chất công việc đặc biệt hấp dẫn ra sao, cũng như là muốn tìm trường để du học ngành này tại Mỹ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này qua những câu hỏi của các bạn học sinh sinh viên gửi về cho Tân Đại Dương các bạn nhé. Và đầu tiên là câu hỏi của bạn Thanh Phong. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau. Xin chào Tân Đại Dương, thì để học ngành báo chí thì cần có những yếu tố gì? Và khi muốn du học ngành báo chí thì nên chọn đất nước nào để du học ngành báo chí là tốt nhất? Vâng, thì đối với tố chất của người làm báo chí thì có nhiều yêu cầu được đặt ra, như là phải nhạy bén, hiểu nguyên tắc vận hành của xã hội, nắm bắt thông tin nhanh, giao tiếp tốt, có sức khỏe tốt vì áp lực công việc thường xuyên, phải có niềm đam mê với nghề nghiệp. Và nếu bạn có dự định theo học ngành báo chí thì Mỹ là một sự lựa chọn lý tưởng. Tại đây thì với các lớp học có quy mô nhỏ sẽ đảm bảo cho sự tương tác chủ động và tích cực giữa giảng viên và sinh viên phát huy một cách hiệu quả nhất. Và các chương trình học phong phú đa dạng với mức học phí hợp lý, sinh viên tham gia nhiều chương trình thực tế trong thời gian học. Hơn nữa thì hệ thống đại học tại Mỹ được công nhận là tốt nhất thế giới với những chương trình giáo dục ngoại hạng trong tất cả các ngành nghề. Với trên 4.500 trường đại học lớn nhỏ, yêu cầu đầu vào khá phù hợp đối với các bạn sinh viên quốc tế. Các trường đại học của Mỹ thì luôn đi tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ vào giáo dục, đảm bảo điều kiện để sinh viên được tiếp cận với các thiết bị và tài liệu học tập tiên tiến nhất. Bằng cấp của Mỹ thì được công nhận là xuất sắc ở khắp nơi trên thế giới. Và thứ hai thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Hà Vi, bạn ở quận 2. Nội dung câu hỏi của bạn như sau. Để chọn học ngành báo chí thì nên chọn trường nào tại Mỹ là tốt ạ? Tân Đại Dương có thể giới thiệu trường cho em tham khảo. Và hồ sơ du học Mỹ thì cần những gì? Vâng, thì Tân Đại Dương xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Được đánh giá là một trong những khuôn viên ký túc xá đẹp và tiện nghi nhất nước Mỹ, cùng với chất lượng dịch vụ hoàn hảo, các bạn sinh viên sẽ thật sự cảm thấy thoải mái và hạnh phúc như là đang sống trong chính ngôi nhà thân yêu của mình khi học tại Đại học University of Central Florida. Thì trường University of Central Florida nằm trong top 4% các trường hàng đầu của Hoa Kỳ, xếp hạng 173 trên tổng số 4.500 trường đại học cao đẳng của Mỹ, xếp hạng 97 trong số các trường công lập ở Mỹ, xếp hạng 58 chuyên ngành máy tính, xếp hạng 100 các chuyên ngành kỹ sư, xếp hạng 133 chuyên ngành kinh tế và là đối tác chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn như là Microsoft, NASA, v.v. Và các bạn sinh viên có thể tìm thấy bất kỳ ngành học mà mình mong muốn tại trường Đại học University of Central Florida, từ ngành báo chí, nhiếp ảnh, nghệ thuật thiết kế cho đến kinh tế, tài chính, quản trị, nhà hàng khách sạn, kỹ sư cơ khí, xây dựng, v.v. Và Tân Đại Dương hiện là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin về trường thì bạn có thể tham khảo tại website là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và còn về hồ sơ du học Mỹ thì bạn cần chuẩn bị như sau. Đầu tiên là về hồ sơ học sinh thì yêu cầu có passport, chứng minh nhân dân, khai sinh, hộ khẩu, học bạ cấp 2, cấp 3, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, cao đẳng, đại học, bằng cấp Anh ngữ, giấy khen, các loại bằng khen khác đạt được nếu có. Hình thì có 5x5, 4 tấm. Về hồ sơ tài chính thì yêu cầu có sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi, giấy chủ quyền nhà đất, giấy tờ liên quan đến công việc của người bảo trợ. Và để được giải đáp nhiều hơn về hồ sơ cũng như là thủ tục du học Mỹ ra sao thì vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và hiện tại thì Tân Đại Dương chúng tôi có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Xin lưu ý một điều là chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ qua du học của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bạn Nguyễn Đông Minh vừa nhận được visa du học Mỹ, chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ cũng như là lý do tại sao Đông Minh lại chọn Mỹ để du học. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Đông Minh nhé. À, thì chào Đông Minh. Dạ, em biết được đôi nét về bản thân em. Em tên là Nguyễn Đông Minh, năm nay em 19 tuổi và em đến từ thành phố Vũng Tàu. Vừa rồi thì em vừa mới nhận được visa du học Mỹ. Sở thích nhân của em là chơi thể thao, vẽ. Em vừa mới xong được năm nhất của đại. Cái cảm nhận của Đông Minh khi mà nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào em? Dạ, ban đầu thì thấy nhiều người rớt thì em cũng hơi hồi hộp, nhưng mà sau khi ra thì có visa du học Mỹ thì bất hồi hộp với lại rất là vui.
Rồi cho chị hỏi là lý do tại sao Đông Minh là chồng Mỹ đi du học? Theo cá nhân em thì tại vì Mỹ là cái đất nước có 46 trên 100 trường của Mỹ là trong top 100, thì cái điều đó chứng minh là Mỹ là nước tốt để cho em đi du học. Cái thứ hai đó là cái tiếng Anh dòng Mỹ rất là phổ biến, thì nó sẽ rất là giúp ích cho em trong cái công việc trong tương lai. Cái điều quan trọng đó là chị của em đang học tại Mỹ, cho nên em muốn học chung với chị để giúp đỡ lẫn nhau. Ở Mỹ mình sẽ học ở bang nào Đông Minh á? Dạ em sẽ học ở bang Texas. Em ban đầu em sẽ học ở Houston Community College, rồi sau đó em chuyển sang lên 3 năm nữa ở cái trường University of Houston. Trường Houston Community College thì nó nằm ở trong cái thành phố lớn nhất của bang Texas, với lại nó là cái trường cũng có nhiều du học sinh Việt Nam, cho nên rất là dễ cho em để có thể kết bạn với lại học tập chung với các bạn. Hơn nữa là trường nằm ở trong khu vực downtown, cho nên thuận tiện cho việc đi lại, với lại trường có hơn 40 năm kinh nghiệm, cho nên sẽ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy. Chị cho chị hỏi thêm là cái cảm nhận của Đông Minh khi mà làm hồ sơ tăng đại dương như thế nào? Em được tư vấn bằng chị Thảo, thì em thấy cách tư vấn và làm hồ sơ của chị Thảo rất là chuyên nghiệp. Khi mà đi tới lãnh sứ quán thì lãnh sứ quán hỏi em cái gì thì em chuẩn bị đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Thì em thấy cái điều đó rất là tốt, tại vì chị Thảo chuẩn bị cho em kỹ từ cách sắp xếp hồ sơ như thế nào từ A tới Z, và anh có hướng dẫn cho em những cái câu hỏi. Thì khi mà đi gặp lãnh sứ quán thì những câu hỏi đó đối với em thì nó không có còn xa lạ nữa, tại vì em đã tập dượt qua rất là nhiều lần rồi, cho nên cái điều đó giúp ích cho em là rất là tự tin khi mà gặp lãnh sứ quán. Rồi, chị cảm ơn Đông Minh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc cho em qua Mỹ học tập thật là tốt và hoàn thành được ước mơ của mình trong tương lai ha. Dạ, cảm ơn chị. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe Đông Minh chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.